Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, kính chúc các anh chị em phóng viên, nhà báo, biên tập viên luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp cầm bút của mình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh hơn. Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.